Ngày 14 tháng 8, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại hình ảnh một số người cầm hung khí xuất hiện trên đường. Theo tìm hiểu, đoạn video clip trên được ghi lại vào tối ngày 13 tháng 8 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, nhóm người đang trong lúc giật cô hồn phía trước một quán bar trên đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Nhóm người giật cô hồn trên sau đó bỏ đi. Một lúc sau, một số người đi trên nhiều xe máy cầm theo hung khí kéo đến và rời đi sau đó. Nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương đến khu vực trên để đảm bảo trật tự và mời một số người về trụ sở để làm việc.